Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 1.3 bản Z. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 30A43861. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơn chi của chiếc xe này màu trắng, rất sáng bóng, sạch sẽ. Hai cụm đèn pha rất đều nhau anh em này. Đấy. Phiên bản số sàn máy 1.3 anh em nhé. Bản Z. Đấy, 4 bánh đang đúc. Tích hợp xi nhan trên gương. Dàn bốn lốp của nó còn đạt đến 90% anh em này. Đấy, dàn bốn lốp của nó khá là ok này. Đây là phần cua lốp này. Đấy, cua lốp thì không hề mùng mọt này. Bốn bánh đang đúc này. Đấy, sơn xi thì màu trắng này. Tay lắm mở cửa được ốp lốp anh em nhé. Đấy, sơn xi khá là ok. Form dáng thể thao. Đấy, được độ bộ tem này rất là phong cách thể thao anh em nhé. Hai cụm đèn phanh này đã được ốp mạ chrome này. Đấy, nhìn rất phong cách thể thao. Đấy, đã được độ cản sau. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ khá ok này. Gầm bệ chắc lịch, không hề mùn mọt này. Sáng quăng này. Đấy. Đây là phần tổng quan phần gầm của chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 1.3 bản Z. Đấy, chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ có em ở km 11 Cống Trắng, Quận Toan, Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở km 11 Cống Trắng, Quận Toan, Hải Phòng để được trải nghiệm về mẫu xe này. Đấy, form dáng thì rất phong cách thể thao. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da được trang bị màu đen. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe anh em nhé. Ghế da này nguyên bản theo xe, trang bị màu đen. Đấy, đây là phần bậc lên xuống này. Đấy, nhãn hiệu của Toyota Vios này. Xe rất cứng xe anh em nhé. Mình cam kết với anh em chiếc xe này không đâm va này. Đấy, những cái đinh bấm răng giật của xe này nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa này. Đằng sau bên phụ anh em nhé. Táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đấy, đây là phần hốc bản lề này. Hốc bản lề này. Còn đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Toyota Vios sản xuất 2013 bản Z. Đấy, táp lô thì da này. Đấy, táp lô da anh em nhé. Trần nỉ này. Trần nỉ nguyên bản theo xe, được bọc lớp ni lông này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, nội thất thì rất tươi, không đâm va, không ngập nước. Keo chỉ zin cả xe. Tay lắm mở cửa được ốp lốc này. Đấy. Ốp kính, ốp gương cũng được ốp lốc anh em nhé. Đăng kiểm của nó thì dài miên man này. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 6 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước này. Đấy, ghế da đằng trước được trang bị màu đen này. Đấy, bô lăng này. Quả số này, phanh tay này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Ghế da rất sáng bóng, sạch sẽ. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa này. Đằng trước bên phụ này. Phần âm thanh này. Đấy, táp lô, táp ly, cánh cửa đằng trước bên phụ này. Vâng, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy,
keo chỉ của nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đây những cái đinh bấm này, đấy, nó vẫn còn nguyên này. Đây là phần cột kèo của xe này. Đấy, cột kèo của xe này đấy, nó vẫn còn nguyên bản này, không đâm va, không ngập nước này. Keo chỉ zin cả xe. Đấy, bên em đang chào bán chiếc này với giá là 365 triệu đồng. Đấy, em có bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc. Màn hình Android, định vị toàn cầu. Đấy. Dàn một lốp của nó khá là đều nhau anh em nhé, còn đạt đến 90%. Cua lốp thì không hề bùng mọt. Hai đèn là pha đã được ốp mạ chrome này. Đấy, mang biển số Hà Nội. Anh em nào ở Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc này về đỡ được 20 triệu tiền biển anh em nhé. Sơn xi sáng bóng sạch sẽ. Xe rất cứng xe. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Form dáng thì rất phong cách thể thao. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này, bật lên xuống này. Đấy, keo chỉ của nó thì vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất này, không mất đến một phân. Đấy, keo chỉ nữa này, nguyên bản này. Đấy, nội thất thì rất sạch sẽ. Đấy, đinh bấm răng nhật của xe này. Đây, đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản đấy anh em này. Không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đấy. Anh em xem và cảm nhận, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ cho em. Đấy, em là Đoàn Nghị. Đấy, bật lên xuống nó ốp lốc này. Đấy, nhãn hiệu của Toyota Vios này. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này, gương kính cụt xe này. Đấy. Mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Đây keo chỉ của xe này. Đây, keo chỉ của nó vẫn còn nguyên bản này. Và sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho anh em xem. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, bản sedan hai đầu thì cốp nó rất rộng rãi anh em nhé. Anh em mà đúng chân mẫu xe này mua về đi về quê hoặc đi du lịch thì đựng được khá là nhiều đồ. Đây những cái đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản này. Đấy, hai bên này. Đấy, mình cam kết anh em chiếc xe không đâm va này. Đây là phần chỉ của lắp cốp xe này. Đấy, chỉ của nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Đấy, không mất đến một phân. Lớp lỉ của nó này. Đấy, lỉ của nó vẫn còn nguyên bản này. Đấy, lỉ. Đấy, lớp lỉ đây. Vẫn còn sáng quang. Và sau đây em sẽ cùng vào phần lốp số cua này. Đấy, lốp số cua này. Đấy, đây là phần lốp số cua của xe này. Đấy, túi đồ này, đầy đủ đồ anh em nhé. Đấy, sàn này không hề mù mọt này. Và sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần bô lăng này. Đấy, trang bị bóng khí này. Đấy, bô lăng 3 chấu. Đấy, trang bị 2 bóng khí anh em nhé. Đây, táp lô nó đẹp luôn. Đấy, đã được trang bị thảm trải táp lô này. Màn hình Android này. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Máy lổ rất êm này. Mặt đồng hồ thì không báo lỗi gì anh em này. Mặt đồng hồ này. Và sau đây em sẽ đóng điều hòa lên này. Đấy. Điều hòa thì cực mát luôn. Đấy, điều hòa thì cũng mát luôn. Đấy, màn hình này.
Đây là quả số này, phanh tay này. Đấy. Xe rất cứng xe. Đây là phần chắn nắng này. Đấy. Chắn nắng hai bên này. Đấy, đầy đủ anh em nhé. Đây đèn chân này. Đấy. Gương chiếu hậu này. Đây kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất trơn tru. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Đấy. Gương chỉnh điện này. Đấy. Lên này, xuống này. Đấy. Hộp xòe này. Đấy, trang bị màn hình này, cam lùi này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Đấy. Xi nhan này. Đấy. Phun nước gạt mưa này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 bản G phiên bản số sàn máy 1.3. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Đấy, đinh bấm đang giật của xe này. Ôi giật sóc này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Mình cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Máy thì lổ không hề rung lắc này, không dỉ dầu này. Không đâm va, không ngập nước này. Đấy. Đây là phần máy móc của xe này. Rất sáng bóng sạch sẽ này. Đấy, đây là ụ nhẩm sóc này. Mình cứ đinh bấm dần giật quanh ụ này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản này. Đấy, lỗ xe này. Đấy, cái đinh bấm lỗ xe nó vẫn tròn này. Đấy, vẫn tròn. Đấy, tem mát theo nhà máy sản xuất nó vẫn còn dán này. Đấy, đinh bấm dàn giật quanh quanh xe này. Đấy, máy này không dỉ dầu này. Đấy, khô ráo sạch sẽ. Máy nổ rất êm. Vâng, đây là phần lắp capo của xe này. Đấy, lắp capo của xe này. Đấy, keo chỉ của nó này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản này. Đấy, tem mác này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở km 11 cống Trắng Quan Toan, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 1.3 bản G.
Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.